Bạn đang học bài 25 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. Đi二十五课. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Alo. Vậy. Ở ngân hàng. Tại yến hàng. Về trường. Hồi xuế xảo. Có biết Thiên An Môn hay không? Chứ bù chứ đảo Thiên An Mến. Là của mình. Sì wǒ de. Kia là tạp chí tiếng Trung. Nà shì zhōng wěn zǎ zhì. Được ạ, cảm ơn. Hào đợ, xie xie. Đều học tiếng Trung. Đâu xuế trung vấn. Đâu xuế hàn yu. Tôi họ Nguyễn. Wǒ xìng Ruán. Người nước nào? Nà quốc nhân. Người Trung Quốc. Trung Quốc nhân. Học tiếng Việt. Xuế xí Yuè Nán Yú. Xuế Yuè Nán Yú. Đúng không? Đuổi mà. Tôi thấy rất khó, tôi cảm thấy rất khó. 我觉得很难. Đặc biệt là chữ Hán. 特别是汉字. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ phát âm. Fa yin. Fa. Fa. Yin. Yin. Fa yin. Fa yin. Phát âm tiếng Trung, từ này thường dùng từ Hán ngữ. Hàn yǔ fa yin. Hay nói từ tiếng Anh. Yin wěn. Yin yǔ. Phát âm tiếng Anh, từ này hay dùng từ yin yǔ. Yin yǔ fa yin. Yin yǔ fa yin. Phát âm tiếng Việt Nam. Yuè Nán Yǔ fa yin. Yuè Nán Yǔ fa yin. Phát âm của bạn. Nǐ de fa yin. Nǐ de fa yin. Phát âm của bạn rất đặc biệt. Nǐ de fa yin hěn tè biě. Nǐ de fa yin hěn tè biě. Phát âm tiếng Trung của bạn. Nǐ de hàn yǔ fa yin. Nǐ de hàn yǔ fa yin. Phát âm tiếng Trung của bạn rất tốt. Nǐ de hàn yǔ fa yin hěn hǎo. Nǐ de hàn yǔ fa yin hěn hǎo. Mình cảm thấy phát âm tiếng Trung của bạn rất tốt. 我觉得你的汉语发音很好.�觉得你的汉语发音很好.
Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ quá khen. Quá giảng. Quá. Quá. Giảng. Giảng. Quá giảng. Quá giảng. Quá khen rồi. Quá giảng lọ. Quá giảng lọ. Bạn quá khen rồi. Nǐ guò jiǎng lǎo. Nǐ guò jiǎng lǎo. Phát âm tiếng Việt của bạn. Nǐ de yuè nán yǔ fā yīn. Nǐ de yuè nán yǔ fā yīn. Phát âm tiếng Việt của bạn cũng rất tốt. Nǐ de yuè nán yǔ fā yīn yě hěn hǎo. Nǐ de yuè nán yǔ fā yīn yě hěn hǎo. Bạn quá khen rồi. Nǐ guò jiǎng lǎo. Nǐ guò jiǎng lǎo. Phát âm tiếng Việt của bạn cũng rất tốt. Nǐ de yuè nán yǔ fā yīn yě hěn hǎo. Nǐ de yuè nán yǔ fā yīn yě hěn hǎo. Mình cảm thấy phát âm tiếng Trung của bạn rất tốt. 我觉得你的汉语发音很好。 我觉得你的汉语发音很好。 Bạn quá khen rồi. 你过奖了。 你过奖了。 Phát âm tiếng Việt của bạn cũng rất tốt. 你的越南语发音也很好。 你的越南语发音也很好。 Bài học này đến đây là hết.